Trong tập trước, nhóm Long Hạo Thần đi đến tháp nhiệm vụ thì gặp phải một gã béo tên là Lão Ngũ, thấy đám nhóc còn non nên gã liền ngạ kèo solo với Long Hạo Thần để lừa công huân, nhưng cuối cùng lại bị Long Hạo Thần lột sạch. Sau đó, Long Hạo Thần dẫn đồng bọn của mình tiến vào tháp Vĩnh Hằng để đánh quái Uplever. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Tháp Vĩnh Hằng liên quan đến Tử Linh Pháp Sư là loại việc rất mẫn cảm, ở trong đó rèn luyện có thể gia tăng thực lực, đổi làm người khác, thậm chí chính họ sẽ đem bí mật này nói ra sao. Mỗi người đều không thể cho ra đáp án khẳng định, nhưng Long Hạo Thần đã kể ra bí mật cùng chung, phần vô tư này sao không khiến họ cảm động cho được. Từ Mã Tiên tính cách ngay thẳng, lời nói cũng trực tiếp, đại ca, có đoàn trưởng như cậu là may mắn của chúng tôi, cậu yên tâm, bí mật của Tháp Vĩnh Hằng sẽ chôn trong lòng chúng tôi, tuyệt không truyền ra ngoài, cho dù là người thân thì chúng tôi cũng sẽ không nói. Bốn người khác cũng kiên định gật đầu, Tháp Vĩnh Hằng hiện tại trở thành bí mật của cả bọn, họ biết nó mẫn cảm, bí mật này sẽ chỉ thuộc về họ. Long Hạo Thần mỉm cười nói, tốt, nếu đã vậy, tiến vào Tháp Vĩnh Hằng rèn luyện là mục tiêu số một trong lúc này. Nhưng trước khi ấy, mọi người còn cần tăng cao thực lực. Tầng thứ nhất Tháp Vĩnh Hằng đã thiết kế cho cường giả cấp 6. Tuy chúng ta là một đội, nhưng sau khi tiến vào gặp phải khảo nghiệm ra sao thì khó mà nói. Vì an toàn, chúng ta phải tiến bộ thực lực. Nguyên Nguyên, 10 ngày sau cô đi trung tâm giao dịch mua 7 viên thánh linh đan có thể tăng 1.000 linh lực. Các người đều dùng. Sau đó một đoạn thời gian, tất cả phải dung hợp linh lực đột nhiên tăng lên này, đem nó trở thành lực lượng thật sự của mình. Chúng ta đã đủ công huân, mỗi người ít nhất nên tăng 2 trang bị cấp nguy hoàng. Từng bước hoàn thiện trang bị xong, chúng ta bắt đầu vào Tháp Vĩnh Hằng rèn luyện, xem hiệu quả của được huấn luyện rồi mới quyết định hành động kế tiếp. Thánh linh đan không phải một lần thì có đủ. Loại đan dược cường đại này trung tâm giao dịch chỉ lưu trữ số lượng 3 viên, nhưng có thể đặt mua. Đầu tiên hưởng thụ đến đan dược tăng cao là tu vi thấp Trần Anh Nhi, Tứ Mã Tiên và mất đi tứ cảm thích hợp tu luyện linh lực Thải Nhi. Dùng xong thánh linh đan rồi, ba người trực tiếp vào trạng thái bế quan tu luyện, hấp thu để tăng cường tu vi của mình. Bình thường hấp thu dược lực của thánh linh đan cần 7 ngày, mà Long Hạo Thần hạn định cho họ bế quan nửa tháng, cố gắng lĩnh ngộ linh lực tăng cao và tu vi. Tiếp đến một tháng, đặt mua 4 viên thánh linh đan cũng trước sau đến nơi. Ngoài tòa nhà treo bảng, đang bế quan, xin đừng làm phiền. 7 người săn ma đoàn số 21 cấp hiệu trừ Long Hạo Thần ra, tất cả đều tiến vào trạng thái bế quan. Trong mấy lần gian nan chiến đấu, thành viên săn ma đoàn số 21 cấp hiệu tăng cao tu vi, trong đó Thải Nhi khi dùng thánh linh đan rồi, lượng linh lực đã tăng lên tới 3.700, thêm vài tháng là có thể giống như Long Hạo Thần, trùng kích bình cảnh. Cho dù yếu như Trần Anh Nhi, có thánh linh đan trợ giúp, lượng linh lực cũng khoảng 3.200. Công huân chỗ tốt lần đầu tiên hoàn toàn hiện ra, tân săn ma đoàn giống như họ có thể mua được 7 viên thánh linh đan thật sự quá ít. Đương nhiên hiện tại còn có một, đó là săn ma đoàn số 4 cấp sĩ ôm đùi vô cùng thành công, họ cũng đang bế quan. Khi đám Long Hạo Thần đặt mua thánh linh đan thì 2 tháng sau họ cũng đặt mua 6 viên. Đồng thời hiện tại họ không phải là số 4 cấp sĩ, mà là San Ma đoàn số 22 cấp hiệu. Vốn mấy người ở tu vi cấp 4, thông qua nhiệm vụ sợ hãi bi khiếu động, thực lực tăng mảng lớn, rốt cuộc trong lúc bế quan xông lên cấp 5 bậc 1, sau đó lại dùng thánh linh đan tiếp tục bế quan, khiến thực lực của San Ma đoàn số 22 cấp hiệu mạnh hơn nhiều. Chỉ tính thực lực thì không thua gì đám Long Hạo Thần. Nháy mắt đã trôi qua 3 tháng. Thành viên San Ma đoàn số 21 cấp hiệu bế quan trước sau xuất quan, linh lực bọn họ đều đạt đến trình độ cao. Sau 3 tháng bế quan, đội linh lực của Thải Nhi tăng lên tới 3.850, Hàn Vũ 3.670, Tư Mã Tiên dựa vào ưu thế nội linh lực bẩm sinh 80, tốc độ tăng cao cực lớn, không ngờ đạt tới 3.500. Vương Nguyên Nguyên so với Tư Mã Tiên cao hơn chút, 3.560, Lâm Hâm 3.660, Trần Anh Nhi cũng tăng tới 3.320, trong đội đều đạt tới trên cấp 5 bậc 7. Nhưng trong 3 tháng, Long Hạo Thần như cũ không thể đột phá cấp 6, quanh quẩn đỉnh cấp 5. Đương nhiên đây không phải tại hắn không nỗ lực, mà là bởi vì trong 3 tháng, tinh lực của hắn bị phân tán. Mỗi khi Long Hạo Thần tiến nhập trạng thái tu luyện, ký ức hắn tiếp thu trong Tháp Vĩnh Hằng sẽ tự nhiên hiện ra trong đầu, bức bách hắn đi lĩnh ngộ thứ hắn không muốn. Nếu không lĩnh ngộ, hắn không có cách nào tĩnh tâm tu luyện. Nhưng cùng lúc đó, họ không thể không kết thúc bế quan. Tháp nhiệm vụ săn ma đoàn truyền đến tin tức khẩn cấp, cưỡng chế nhiệm vụ chiến tranh. Tất cả săn ma đoàn ở lại thánh thành toàn bộ bị cưỡng chế tham gia. Nếu không tham gia, săn ma đoàn cấp hiệu bị khấu trừ mỗi người 1.000.000 công huân làm trừng phạt. Săn ma đoàn càng cao cấp thì bị trừ công huân càng nhiều. Nhiệm vụ chiến tranh khẩn cấp như vậy rất ít xuất hiện. Chỉ có khi liên minh gặp nguy cơ cực lớn, tháp nhiệm vụ mới tuyên bố nhiệm vụ cưỡng chế mạnh như vậy. Nếu không tham gia thì trả cái giá khá đắt. Đám Long Hạo Thần tuy hiện tại có đầy đủ khoản đóng phạt, nhưng đây là cần phạt tới 6.000.000 công huân. Tuy không tính phụ trợ kỵ sĩ Hàn Vũ bên trong, nhưng bọn họ tuyệt không muốn chút nào. Kỵ sĩ Thánh Điện Thánh Kỵ sĩ trưởng Hàn Khiếm cũng là tổng chỉ huy lần hành động này. 42 đội San Ma đoàn
5.000 viện quân tinh nhuệ từ Lục Đại Thánh Điện toàn bộ nghe ông điều khiển. Long Hạo Thần và đồng bạn lên xe có số 21 cấp hiệu. Họ nhận được nhiệm vụ rất đơn giản, đi theo đại đội hướng trấn Nam Quan. Cụ thể nhiệm vụ chiến tranh thì tới trấn Nam Quan rồi lại tiến hành phân phối. 2 tiếng đồng hồ sau, khi viện quân rốt cuộc đến trấn Nam Quan, đám Long Hạo Thần rốt cuộc hiểu vì sao liên minh khẩn cấp ra nhiệm vụ chiến tranh. Hỗn hợp khói đặc và mùi máu tươi trong tiếng chém giết ập vào mặt, chỉ mới xuống xe ngựa, sắc mặt Long Hạo Thần biến trầm trọng, bởi vì hắn kinh hãi nhìn đến, tổng cộng có 12 cột sáng to phóng lên cao, 72 trụ ma thần của ma tộc không ngờ tới 12 vị, khói đặc từ trấn Nam Quan dâng lên, tiếng chém giết đình tai nhức óc, không ngờ chiến trường ở trong trấn Nam Quan, xem ra tòa hùng quan này không thể thủ nổi. Quan chỉ huy tạm thay thế Hàn Khiếm chỉ huy viện quân lập tức ra lệnh, tất cả săn ma đoàn tự do gia nhập chiến đấu. Viện quân Lục Đại Thánh Điện thì do quan chỉ huy mỗi thánh điện phụ trách, tiến nhập trấn Nam Quan. Có lẽ bởi vì lúc trước Hàn Khiếm mang 18 viện quan đuổi tới trấn Nam Quan, cho nên cửa thành mở rộng. Long Hạo Thần mới chuẩn bị mang đoàn đội vào thành đã bị gọi lại. Hạo Thần, Lục Hy, Lý Hinh và thành viên săn ma đoàn số 22 cấp hiệu đều chạy tới, cùng đám Long Hạo Thần tụ hợp. Không chỉ có họ, Dương Văn Chiêu dẫn theo săn ma đoàn số 2 cấp sĩ, và Đoạn Ước dẫn săn ma đoàn số 3 cấp sĩ cũng vây quanh lại đây. Lục Hy mau chóng đi tới trước mặt Long Hạo Thần. Hạo Thần, chúng ta lúc trước đã hợp tác quen thuộc, lần này cũng cùng đi chung thôi. Chúng tôi đều nghe cậu chỉ huy, tuyệt đối làm theo mệnh lệnh của cậu. Gã nói thanh âm không lớn, nhưng lời rất kiên định, chém đinh chặt sắt, thái độ ôm đùi cực rõ ràng. Dương Văn Chiêu và Đoạn Ước cũng mau chóng đi tới. Dương Văn Chiêu nói, Hạo Thần, bốn đội chúng ta đều là tân săn ma đoàn. Tình huống của trấn Nam Quan còn chưa biết, nhưng rất có thể sẽ gặp phải cường địch, cùng nhau hành động nhé. Đoạn Ước gật đầu, biểu thị đồng ý lời Dương Văn Chiêu. Bọn họ đều là kỵ sĩ ưu tú của kỵ sĩ Thánh Điện, đương nhiên rất thông minh. Tuy họ không biết đám Long Hạo Thần lần đầu làm nhiệm vụ trải qua cái gì, nhưng Dương Văn Chiêu lấy thân phận cháu của Minh Chủ Liên Minh Thánh Điện, hỏi thăm săn ma đoàn đi theo đám Long Hạo Thần cùng hoàn thành nhiệm vụ. Vấn đề này tuyệt không khó khăn. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.